bệnh nhân nữ 73 tuổi là nhập viện là để khâu đóng lại cái vết mổ. Thì cách đây là 3 tuần là bệnh nhân đã có mổ họ để cắt túi mật. Thì sau đó vết mổ bị nhiễm trùng. Ngày thứ nhất họ khẩu là bác sĩ thì là người mổ đã cho cắt buông vết mổ hay luôn. Sau đó là ngày thứ nhất là bị cắt buông vết mổ. Dạ, họ đã hỏi thì bệnh nhân nói như vậy, còn từng bệnh nhân nói như thế thì không có tin, không có ai. Không có sự thật. Là gì lấy mổ rồi sáng ra lại mất. Dạ dạ, không sao, để cho họ thi học trò chút xíu thôi. Dạ. Không có bác sĩ nào mổ ngà mà cắt buông vết mổ hết. Rồi. Dạ. Rồi sau đó thì bệnh nhân nằm ở bệnh viện 2 tuần theo dõi, rồi sau đó là cho về nhà. Thì hôm sau quay lại để kiểm tra và khâu lại cái vết đó. Thì hỏi bệnh nhân. Nghĩa là cái này bao lâu rồi? Mổ cái này bao lâu? Mổ đi vô là bữa chủ nhật. Không, em nói lời. Dạ, thế này là cách đây 3 tuần. 3 tuần là cắt túi mật, viêm túi mật hoại tử. Dạ đúng, viêm túi mật hoại tử. Rồi, họ mổ với những đường vết mổ. Dạ đúng. Bệnh nhân cho về, hẹn nhập viện đó lại để câu vết mổ. Dạ đúng. Câu gia kỳ 2 gì? Dạ đúng. Dạ rồi, hỏi thì bệnh nhân nói là vết mổ không có đau, bệnh nhân cũng không có sốt, không nôn ói. Vậy bệnh nhân nhập viện đó lại vì lý do gì? Dạ là để bác sĩ hẹn để may lại cái bụng, may lại cái vết mổ. 3 tuần lễ rồi mà mới hẹn khâu lại. Dạ không, tức là nằm ở đây 2 tuần rồi. Sau mình theo dõi, sau đó bệnh nhân hẹn là một tuần sau, tức là cách lần nhập viện trước là 1 tuần thôi. Dạ. Nhưng mà cách mổ là tới 3 tuần rồi. Em trình bày như thế chưa đạt rồi đấy, em trình bày rung quá. Em thầy cứ nói 3 câu là đủ hàm, đủ ý rồi, mình trình bày như thế quá nhiều. Thứ hai nữa là kiến thức về chăm sóc vết thương yếu, không có trên đời không có bác sĩ nào mới mổ ngày hôm trước hôm sau đã buông hết vết mổ ra. Ha. Rồi thì nhập viện đó lại đi câu gia kỳ 2 đúng không? Dạ đúng. Ừ, tình trạng bác này sao? Dạ bệnh nhân ổn, sinh hiệu ổn, bệnh nhân có sức tốt, da niêm hồng, không có vàng mắt vàng da. Bệnh nhân không buồn nôn, không sốt, không nôn ói. Vì một bệnh nhân nhập viện để khâu gia kỳ 2. Dạ là em khám vết mổ. Nhưng mà em cũng khám tổng thể. Là bệnh nhân mà tại sao em lại không mấy câu không có vàng mắt vàng da? Dạ tại vì lần trước là bệnh nhân khám là túi mật, cắt bệnh nhân cắt túi mật cho nên là em sợ là nó có cái biến chứng gì đó nên em xem. Rồi đồng ý. Dạ xin phép. Còn trạng bệnh nhân này sao? Dạ, bệnh nhân ổn mà bệnh nhân đi lại tốt luôn, vận động được luôn. Cái ống dẫn lưu gì đây? Dạ đây là ống tre ạ. Ống tê đặt trong cái lần. Rồi con này thêm một điểm trừ nữa. Sao nó là viêm túi mật, cắt túi mật. Viêm túi mật, cắt túi mật thì đâu có dẫn lưu được mật. À dạ, bệnh nhân em quên trình bày là có một cái tiền căn là có ORCB lấy sỏi. ORCB dạ. Gì mà có người có đặt cái ống tê đây nữa. Dạ trong tường trình mổ thì có ghi là thôi, em chưa nắm bệnh rồi, hỏng rồi nha. Bây giờ tình trạng cái bụng thì tốt quá hả? Dạ tốt, bệnh nhân bụng mềm. Ống tre đã buộc rồi. Dạ. Bệnh nhân không có đau bụng. Dạ, không có sốt. Dạ. Không có vàng da vàng mắt. Dạ. Tiểu không vàng, chứng dạ. Tỏ được mật không? Dạ không. Ừ. Giờ vết mổ em khám thấy sáng của nó bắt dạ, đã thay băng chưa? Băng rồi. Sáng trước khi thay băng thấy vết mổ làm sao? Dạ, vết mổ là ngay đường giữa khoảng 12cm thì có thấy dịch xanh hơi vàng, ít, lượng ít. Xanh hơi vàng là có giò hả? Giò mật hay hơi dạ. Quá gì sao? À, em nghĩ đó chỉ là nhiễm trùng cái mũ thôi, chứ không phải là giò, tại vì suốt mà... Mũ xanh? Dạ. Mũ xanh mà vô đây đóng vết mổ hả? Có dạ. Chắc nhiễm trùng mũ xanh không? Dạ, tại cái dịch đó thì... Mũ xanh là gì? Nhiễm trùng cái gì? Dạ, con trùng mũ xanh. Ừ, ghê gớm lắm đây nha. Dạ, bệnh nhân thường ít khi nào nhiễm trùng ghê gớm, từ trường hợp bệnh nhân này nằm cả tháng trời nhiễm trùng bệnh viện. Dạ. Dạ. Dạ thì có bung coi vết mổ ra thì có thấy những cái có những cái đốm giả mạc trắng. Chung vết mổ sạch không? Dạ. Đủ điều kiện để khâu lại chưa? Dạ em nghĩ là chưa. Em nghĩ là đợi cái giả mạc đó nó hết giả mạc thì sau bây giờ mình cứ điều cứ điều trị là cứ cho rửa vết thương thay băng chờ cái giả mạc nó hết. Khi mà cái mô nó lành hết, nó đậm hết thì mình mới cho... Sao bác sĩ là chưa rút cái ống dạ, em nghĩ cái này là để... Không có nghỉ? Dạ, theo dõi. Dạ, để theo dõi. Theo dõi cái gì? Dạ, theo dõi là có thể là những lần trước mổ cái nó vẫn còn có sợ có bế tắc hoặc là vẫn chưa có lấy hết sỏi ra để theo dõi thêm. Em có xem cái giấy xuất viện của bác không? Dạ, dạ chưa xem. Đấy, cái này hẳn một cái gai rất là hay. Trình bày nó sẽ được 9-10 điểm. Hôm qua có một sinh viên mà trình nó học mẫu được mật 10 điểm. Có không đâu? Mình nên học ăn đấy, dạ. Yếu. Nha, thôi trình bày thấy cũng... Thấy thứ tự lớp lan, thấy rối như canh hẹ. Cái hai là kiến thức về chăm sóc vết thương yếu.
ba đã khám vết mổ, ông nói có mũ xanh có gì đó thấy thấy kia lại cho nên chưa kiểm chứng được, mà thằng Nghĩa không có đâu nha. Thứ tư nữa là kiến thức về ống vẫn lưu được một, cũng yếu luôn, nhiều điểm. Làm gì 78 sai đẩy trên mà thấy 78 mấy điểm, mấy 6 điểm chút nữa.